hello xin mến chào tất cả anh em nhé ngày nay thì uh, buổi sáng ngày mùng một thì uh, em có nhận được một đơn hàng và có test cho một bác khách cũng đẩy lưới uh, tích lt 4000 và hướng dẫn bác cái, cái ghép lối luôn anh em nhé bác này thì uh, bác ở khoái châu hưng yên anh em nhé khoái châu hưng yên thì uh, bác cũng nói rõ là ở gia đình bác thì đang sử dụng một cặp full này một cặp bốt này và một đôi loa 25 bik thì muốn hướng dẫn cái, cái ghép nối như thế nào về cái cục đẩy LT4000 này Thì giá hiện tại là 8 triệu 700 nghìn đồng Là chưa bao gồm phí ship anh em nhé Phải nói rõ với tất cả anh em luôn Và với cục đẩy này thì đạt chuẩn công suất 1000W cho một kênh Ở cái chế độ 8 ohm Thì với cục đẩy này trước khi gửi cho bác Thì em cũng sẽ test rất là kỹ càng trước khi gửi rồi Và cái quan trọng nhất là hướng dẫn bác cái ghép nối làm sao về nhà bác ghép nối được chuẩn ok và có thể sử dụng rất là hay anh em nhé thì bác có 3 cặp loa thôi, một cặp 30, một cặp boost và một cặp 25. Thì một cặp 30 bác sẽ đấu vào kênh 1 2 cho em này. Và một cặp boost bác đấu một kênh này và một cặp loa bát 25 thì bác đấu một kênh nữa. Thì tổng sẽ được 3 đôi. Vì đôi 30 sẽ là những đôi loa chính thì bác sử dụng mỗi kênh một quả cho em. Ok chưa? Mỗi kênh một quả bát 30 và 1 2. 3 sẽ sử dụng một đôi boost. 4 sẽ sử dụng một đôi bát 25 và kết nối như thế nào? Ở đằng sau con này thì nó đầy đủ những cổng như cổng đầu vào và cổng link cho anh em có thể sử dụng. Thì uh, bác cứ lấy những dây ca nông ra nhá. Bác có dây ca lông thì bác cứ lấy những dây ca lông ra để bác có thể sử dụng. Và từ trên vang của bác xuống, ok chưa? À, uh, vang thì sẽ cắm đó là hai cái đầu ca lông này rồi, đúng không ạ? Và xuống đẩy thì nó thừa là hai đầu đực ở đây. Hai đầu đực này thì bác ghép nối vào đầu 1 và 2 cho em nhá. Ok chưa? Đấy, đây là hai dây từ trên vang xuống này. hai dây từ trên vang xuống. Ok chưa? Thì bác cắm vào 1 và 2. Để đánh ra được 4 kênh đánh steel luôn nhá, chứ không đánh panel. Em hướng dẫn cho bác cái cái kẹp đánh đó là steel, không đánh panel. Thì bác lấy tiếp một đôi dây Canon của bác ra. Ok chưa? Bác cắm vào cổng linh 1 và cổng linh 2 này. Đấy, ok chưa? Cắm vào cổng linh 1, linh 2. Và hai cái cổng còn lại thì bác cắm vào cổng 3 và cổng 4 cho em. Đấy ok. Cắm vào input 3 và input 4 thì như thế này thì bác sẽ đánh được bốn kênh độc lập đánh được bốn kênh độc lập đấy hai dây đầu vào đây hai dây đầu vào đấy, bác có thể thấy rõ hai dây từ trên vang xuống nhá cắm vào input 1 và input 2 tiếp theo từ linh một linh hai thì cắm xuống ch 3 in và ch 4 in đấy để bác có thể sử dụng ok chưa đấy rất là dễ thôi đúng không ạ và tiếp theo cái rắc lưu trích bác muốn đấu cái rắc lưu trích này thì với kênh một kênh hai thì mỗi một kênh thì bác sẽ sử dụng đó là một loa bát 30 đúng không ạ thì mỗi một kênh bác sẽ đấu một chiếc loa bát 30 vào đây ok chưa đây em sẽ cắm luôn này đấy mỗi một cái rắc này sẽ là một quả loa bát 30 và tiếp theo sẽ là đến loa bốt loa bốt thì có hai cách đấu một là bác đấu một chiếc và một rắc lưu trích một chiếc loa bác đấu vào cổng cầu gài này hoặc là bác có thể đấu tất cả vào cái cầu lưu trích này để đấu vào cầu lưu trích này thì bác nhìn ở trong cái những cái con ốc này nó sẽ có bốn cái con ốc đúng không ạ và nó sẽ có một cộng một trừ và hai cộng hai trừ ở dưới chân con ốc nó sẽ có số thì bác nhìn đúng một cộng một trừ bác sỏ hai cái dây đấy vào đây và tránh cái tình trạng anh em phải đấu những cái rác chung như vậy thì dây loa nó sẽ hơi to thì anh em lên lưu ý đấu đừng để chập dây loa phải nói rõ tất cả anh em luôn còn nếu mà tốt nhất thì một rác này bác đấu cho em một loa bốt còn một loa bốt còn lại dùng cầu gài này thì nó sẽ được chắc chắn và nó không bị tình trạng không sợ bị đấu lệch hay đấu nhầm hay là đấu bị chập dây loa. Đấy là cái cách tốt nhất. Ok chưa ạ? Đấy thì tiếp theo đó là một lôi loa boost có thể đấu vào một chiếc rắc này. Đấu đúng 1 cộng 1 trừ nhá. Ở dưới chân con ốc sẽ có số 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Thì lưu ý, đấu đúng 1 cộng 1 trừ nghe là được đúng không ạ? 1 cộng 1 trừ. Và tiếp theo về đôi loa bass 25 sẽ đánh vào một kênh thứ tư thì cách đấu cũng như vậy thôi. Một là có thể đấu tất cả hai cái dây của loa bát 25 vào cái rắc lưu trích này. Hai là có thể đấu một rắc lưu trích này đấu một dây và một tiếp theo đó là một chiếc loa nữa thì sẽ đấu vào một cái cầu gài này chưa? Đấy. Còn cái cách đánh như này là cái đánh steel và có linh tín hiệu ra thì nó sẽ được bốn kênh nhá, sẽ được bốn kênh. Bốn kênh này là bốn kênh độc lập, không phải đánh chế độ panel. Đấy, panel thì nó chỉ vặn được volume. Đây, panel thì mặt đằng trước như này. Panel thì bác vặn kênh 1 thì nó sẽ được cả kênh 2. Đấy. Và vặn kênh 3 này thì nó sẽ được cả kênh 4. Nhưng với cách đánh linh dây như này thì kênh 1 sẽ là được một loa, kênh 2 sẽ được một loa nữa, đấy. kênh 3 sẽ được một loa nữa và kênh 4 thì nó sẽ tùy theo mức độ của những cặp loa chịu đòn khác nhau, đúng không Độ chịu đòn của những cặp loa đấy khác nhau. Thì bác có thể vặn ví dụ ngày hôm nay có thể muốn đôi loa 30 to đôi bốt nhỏ hoặc đôi 25 to hơn đấy thì bác có thể sử dụng với cái cách này thì nó đánh rất là hay và rất là sướng thoải mái đóng độc lập riêng rẽ Đấy thì bác lưu ý cho em nhé cái rắc lưu trích này bác có thì bác cứ lối đúng như vậy cho em và cái dây canon bác có thì bác cũng lối như vậy cho em còn cụm đẩy này thì hiện tại là giá 8 triệu bảy trăm nghìn đồng là chưa bao gồm phí ship đấy thì anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với bên em qua số góc dưới màn hình con này thì em sẽ test rất là kỹ và trước khi gửi cho bác thì cái video này em làm chủ yếu là để hướng dẫn bác cái, cách ghép nối loa cho như thế nào cho nó hợp lý thôi nhá. Ghép nối loa, ghép nối linh đánh dây tín hiệu như thế nào cho nó hợp lý. Đấy, kể cả dây tín hiệu đầu vào cấp từ trên vang xuống đánh như thế nào, rồi cầu ra loa lối như thế nào thì em sẽ hướng dẫn bác cách chủ yếu là cái cách nhảy thôi. Còn hàng thì yên tâm, em sẽ test rất là kỹ cả để gửi cho bác. Thì ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau anh em nhé.